sửa cái cách phát âm SES thôi. Và bây giờ thì mình sẽ đi qua câu số 3 này con ha. Con nhớ là cái cách phát âm SES là cô đã hướng dẫn rồi, cô cũng đã gửi cái phần này trong nhóm mình rồi. Có gì nếu mà con quên thì con mở lại cái phần hình ảnh trong nhóm mình để con xem ha. Có cách phát âm SES và cách phát âm MIDI luôn ha. Rồi câu số 3. Value music currency. Cái từ này nó sẽ khác so với những từ còn lại đi, cô mời bạn Bảo nha. Con sẽ chọn từ nào khác so với những từ còn lại đi Bảo. Say music. Music hả con? Music thì là âm gì nè? Đó là âm 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 yêu âm yêu music. Nha. Rồi. Câu E cô đọc là value. Cũng là âm gì luôn? Âm yêu luôn. Chết rồi. Câu B cô đọc là use. Thì nó cũng là âm yêu luôn. Chết rồi. Còn câu D là currency. Còn currency nó sẽ là âm âm ơ. Vậy là con sẽ chọn câu nào đi bạn? Yeah, ừ. Chí ơi, câu số 4 thì chị nhắn đi con. Con chọn câu nào thì con nhắn rồi. Bạn nào thấy con đọc ra bán giùm con hả? À, cái này là con sẽ chọn một cái từ khác so với những từ còn lại. Y á. Âm một âm y khác so với những từ còn lại. Âm y nào sẽ có cách đọc khác so với những từ còn lại? Trang trí. Invite này con. Invite, refer, scribe, primary. Chí ơi, chí ơi. Từ này sẽ khác so với từ còn lại đi con. Chí chọn câu A. À, câu E hả con? Câu E mình sẽ đọc là invite. Invite, nó là âm gì con? Nó là âm I. Câu B, nó đọc là gì đây con? Câu B, nó đọc là river. River thì nó là âm gì con? Nó là âm I nha. Nó là âm I. Cái từ câu C, câu C cô sẽ đọc là shrine. Shrine, âm gì con? Âm I luôn nha. Rồi, còn câu D, cô đọc là gì đây con? Cô đọc là primer. Oh, sorry. Câu D cô sẽ đọc là primary. Nó là âm gì luôn con? Nó là âm I luôn. Vậy thì invite âm I nè, river âm I, dry âm I, primary âm I. Vậy cô chọn câu nào? Cô chọn câu B. Nghe chứ nha. Rồi, cho nên là cô sẽ chọn câu B đó con. Bạn nào làm đúng câu này con? Các bạn nào làm đúng câu này không? Dạ con. Ừ. Rồi, giỏi. Câu số 1 nhé. We have some students for the program. Dạ, con B. Ừ. Tại sao con chọn câu B? Con exchange student là gì nhỉ? Exchange student, dạ, học sinh. Đúng rồi. Học sinh du học, học sinh trao đổi. Dạ. Du học sinh, này gọi là du học sinh. Câu số 2, with thì con sẽ lùi thì động từ đúng không? Wish nè, cô nhắc hoài luôn. Wish thì con sẽ lùi thì động từ. Vậy đây con sẽ chọn câu nào đây? I wish you gì đó camping with us tomorrow. Tomorrow là ngày mai. Vậy đây con sẽ chọn câu nào đây? Cô mời bạn Danh. Dạ, câu câu B cô. Ừ, giỏi. Sao vậy? Sao chọn câu B vậy? Sao chọn câu B vậy? Tại từ can lùi thành từ could đó cô. Tại sao con dùng can vậy con? Tại vì tôi ước là bạn có thể đi với chúng tôi vào ngày mai. Nó chỉ một cái giống như là chỉ một cái khả năng đúng không con? Tôi ước là bạn có thể như thế nào đó, bạn có thể là đi cắm trại cùng với chúng tôi. Thì đáng lẽ đây là cô sẽ dùng can, nhưng mà nhanh nhớ cô dạy là sau trong wish đó thì can nó sẽ lùi thì về thành gì đây con? Lùi thì về thành could, cho nên là con sẽ dùng là could go. Con nhớ nha. Rồi, nhớ là trong wish thì con sẽ lùi thì nha. Tại sao con không dùng when? When nó cũng là lùi thì của go vậy? Tại vì cái này là ngày mai. Ha, tôi ước là bạn bạn đi với chúng tôi ngày mai, còn nếu mà con dùng go á
có nghĩa là cái việc mà đi này nó đã hiện tại là đi không được rồi, còn cái này là ngày mai nha. Khi nào mà hiện tại thì con mới dùng là go thành quen, còn cái này là tương lai nè, cho nên là con sẽ dùng gì đây? Con dùng là can. Tôi ước là bạn có thể nha, có thể là can, con lùi về thành thành could, could go nha danh Dạ. ha. Rồi ok Bảo ơi, con hiểu câu này không? Con đúng mà con mới học quá thì nó không có cái phần này đúng không? Rồi câu số 3, câu số 3 cô mời bạn Nhã ha, xin lỗi đúng không ta? Nhã đúng rồi. She often goes to the that to pray because her religion is Islam. Islam là đạo gì vậy nhỉ? Đạo gì? Đúng rồi ta, đạo Hồi. Đạo Hồi. À, vậy thì cô ta thường đến cái gì đó để mà pray. Pray là gì nhỉ? Cô nhắc lại giùm cô. Pray là gì đi con? Pray là cái để Pray. Pray. nhà thờ Pray là cầu. Cầu nguyện. Cầu nguyện có hả? Rồi, cầu nguyện. Vậy cô ta thường đến cái gì đó để mà cầu nguyện. Bởi vì cái tôn giáo của cô ấy là đạo gì? Đạo Hồi. Ừ. là cô C Câu C là temple là gì nhỉ? Temple. Temple là cái Đèn. Cái đèn. Đến đền hả? Có không? Đạo Hồi có đến đền không? dạ không cô Đến B cái gì? Câu B hả? Church là gì ta? Church. Church là cái gì nhỉ? Bạn nào biết không? Bạn nào biết thì con bật mic lên nào. chùa con Hả? là ba cô đang Yeah, church là gì? Nhà. Nhà của Thánh hả? Nhà thờ. Và cấu đề là gì đây con? là chùa Đúng rồi. Mosque là gì? Mấy bạn bị đòn nè. Ngoại trừ bạn Bảo ra mấy bạn còn lại bị đòn nè. Mosque là nhà gì? Nhà. Nhà gì? Thờ. Hội. Hồi Ừ. Trời ơi, Mosque học quá trời luôn. Vậy là chọn con nào tiếp tại gần chết. Nhà thờ Hồi giáo con hả? Vậy là cô ta thường đến cái nhà thờ Hồi giáo để mà cầu nguyện, bởi vì cái đạo của cô ta là đạo gì? Đạo Hồi. Còn ví dụ là đạo Công giáo thì con mới đến nhà thờ, đạo Phật thì con mới đến chùa nha. Nguyễn Du is a famous gì đây con? Chín. Chí ơi, chỉ chọn cô chọn câu bi giỏi. Chính xác, câu bi là gì đây con? Là nhà, nhà thơ. Nguyễn Du là một cái nhà thơ như thế nào con? Nổi, nổi tiếng nha. Famous là nổi tiếng nè. Vậy thì Nguyễn Du là một cái nhà thơ nổi, nổi tiếng nha. Poetry là gì đây con? Poet là nhà thơ, poetry là thơ, thơ ca. Danh từ đó là thơ ca ha. Còn phố âm là gì đây các bạn? Phố âm là gì đi? Cô mời bạn Bảo con biết cái từ phố âm là gì không? Đúng rồi, con là bài thơ đúng không? Rồi. Bài thơ. Poetic là gì không? Poetic. Dạ. Là gì vậy? Thơ. Thơ mộng ha. Kiểu như là thơ mộng vậy đó, đó là tính từ đó con. Thơ mộng nha, lãng mạn ví dụ vậy. Câu số 5 của mời bạn Bảo nha. My home village is about 30 km the north of the city. Nó là hướng gì vậy bạn? là Bắc Đúng rồi, con hướng Bắc. Có nghĩa là my home village là làng quê của tôi thì khoảng 30 km gì đó. Phía Bắc của cái thành phố. Con dùng là in, from, to hay là at? rầm bì From hả? From from the north of the city hả? From từ từ from. từ 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 Yeah. My home village is about 30 km to the north of the city. Thank you. Đúng rồi, chính xác ha. Tại vì con sẽ có cái cụm từ là to the north hoặc là to the south. À, to the south, có nghĩa là
the north of có là về hướng bắc của, còn to the south có là về phía nam của. Yeah, bắc, south là phía nam. À, vậy thì con thấy là giống như là cái làng quê của tôi thì giống như là cách 30 km về phía bắc của cái gì đó nha. Ví dụ của nó là về cách Cần Thơ 30 km về phía bắc nha. Câu số 6 là cô sẽ chọn câu nào đây? Cô mời bạn danh danh tụi con đợi cô tí xíu nha, tụi con đợi cô một xíu nha. À, cô đi rót một cốc nước cho cô hơi bị khát nước. Sorry. Rồi, hồi nãy cô nghe bạn nào nói cái gì đó, nãy giờ bạn kêu cái gì đó, kêu Nhã ơi hay gì đó, có Con hả? bảo ghi con gì con biết không nghe Câu số 6 không? Cô mời bạn Nhã. cô mời danh gì Cô mời bạn Nhanh hả? Vậy cô mời bạn Nhanh nha. Rồi cô đi uống nước xong cái cô quên. Rồi, help someone. Cô có cái từ help cộng với lại túc từ nè, cộng với động từ gì đây danh? Help cộng với lại túc từ cộng với lại gì đây con? Danh ơi. cộng với động bên không có cô. Đúng rồi, chính xác, cộng với động từ nguyên mẫu con là giúp, giúp ai đó làm gì đó nha. Giúp ai đó làm gì đó, vậy con nhớ nha. Help cộng với lại túc từ cộng với lại be không con hết, có là giúp ai đó làm gì đó. Nên là con sẽ chọn câu nào đi? Help nè, túc từ của mình sẽ là students nè, cộng với động từ nguyên mẫu. Mà động từ nguyên mẫu là gì vậy là vẫn thêm đi cho anh? Chọn câu nào con? cô là câu bế cô phone cô. Phone hả? Phone là té, té từ trên té xuống là phone. Vậy phải là phone không? Kiểu như là wearing uniforms là cái việc mà mặc đồng phục đó con, làm cho học sinh cảm thấy equal, là cảm thấy bình đẳng nha. Ví dụ như là giàu nghèo feel là con, feel cảm thấy đúng không? Động từ nguyên mẫu là feel nha, tại vì mình sẽ có cái V2 của nó là gì đây con? V2 của nó sẽ là felt ha. Phone là té, nó là V1, đúng là động từ nguyên mẫu thiệt, nhưng mà nó có nghĩa là té, và V2 của nó sẽ là vào. Chị thì cảm thấy, cho nên là cô sẽ dùng feel, động từ nguyên mẫu nha. Thank you Danh. Câu số 7, hello you must be local. Câu này cô chọn câu nào đây? Chín, hello, xin chào, you must be local. Yoko. Yoko là tên đó. Ví dụ là xin chào,
chắc chắn là bạn là bảo rồi đó đúng không? Ví dụ như là con nghe có bạn mới sắp du học, nhà nó là hôm nay có bạn mới sắp du học, cái con nhìn thấy con lạ thì con nói là ừ con chắc chắn là bảo đúng không, kiểu vậy ha. Vậy là con sẽ chọn câu nào đây Chí ơi? ABC đi chứ. Hello Chí ơi. Ủa Chí còn trong nhóm không ta? Cô đợi Chí quá chừng. Vậy Chí chọn câu nào? Con chọn câu E. Ok, let me see. All right. All right là ổn. All right là giống như ok vậy đó. Ok, ví dụ như là đi ăn chưa không? Ok. All right nha. Còn cái này là xin chào bạn chắc chắn là Yuko rồi phải không? Cái đó. Ok. Câu C con. That's right. That's right. Đúng, that's right là đúng vậy. Đúng vậy, con là Yuko nha. Dùng có ok vậy chị. Ví dụ này, con chắc chắn là chị đúng không? Ok. Kiểu kiểu vậy. Mắc cười. Câu số 8. The school gì đó here 10 years ago. 10 years ago là cách đây 10 năm. Rồi, gì vậy? Bạn nào làm gì vậy? Giơ tay hả? Giơ tay thì làm đi con. Bạn nào giơ tay đó? Dạ là bạn Giỏi, chính xác. Cái sao là worst view nhỉ? dạ tại cái con bố có 10 years ago cô là sử dụng quá khứ tiếp diễn Ủa quá khứ quá khứ đơn đúng rồi. 10 years ago. 10 years ago thì con sẽ chỉ quá khứ đơn. Quá khứ đơn mà bị động của nó nữa con. Bị động của nó sẽ là was hoặc là were cộng với verb AD nha. Tại vì cái trường này nó không thể nào mà nó tự xây được, mà nó phải như thế nào? Nó được xây nha. Nó được xây cách đây 10 năm phải không ha? Nào, vậy là con sẽ dùng là gì đây? Con sẽ dùng là was built ha, được xây dựng. À, bị động của quá khứ đơn là was were, còn verb đi, bị động của hiện tại đơn là gì vậy anh? Bị động của hiện tại đơn là gì con? động của hiện tại đơn là V0, VS với VS. Bị động nha, động từ nguyên mẫu, động từ thêm s, động từ thêm s là hiện tại đơn đúng rồi, nhưng mà nó là chủ động, còn bị động nó là gì? V3 V đi với cô. Ừ, nhưng mà cái gì mà tới bye đi không? B. To be, thường là to be của hiện tại đơn sẽ là am, is, are cộng với bye đi đúng không? Vậy thì bị động của hiện tại đơn sẽ là am, is hoặc là are cộng với bye đi. Hết chưa ha? Rồi. Ok. Câu số 1 ở dưới đây. Trời ơi, dễ, đẹp. Dễ quá. Cô mời bạn. Cô mời bạn Bảo. My wish is she gì đó, a good singer. Có nghĩa là my ước là cô ta là một nghệ sĩ giỏi, sau đó một ca sĩ hát hay, một cái ca sĩ giỏi. Vậy là con sẽ di cái từ đi. Cái mất cái Đâu có đâu con. Cô nghe bình thường. my wish she will be a À, phải là will be không ta? Cái này là điều ước ở hiện tại con, điều ước ở hiện tại bây giờ Mai không phải là một ca sĩ giỏi. My wish she can Điều ước ở hiện tại nè, điều ước hiện tại thì con sẽ dùng VMS, điều ước hiện tại thì con sẽ dùng là V2 thì lấy dùm cô nha. Rồi. Rồi. Vậy thì con sẽ dùng cái gì để bảo ha? Con nhớ là điều hiện tại thì con sẽ lùi thì động từ về V2 đi, giống như là hồi nãy bạn nhanh đó, bạn nhanh bạn có cái từ can đúng không, có thể thì bạn lùi về V2 cũng là could. Vậy thì ở đây cũng vậy luôn con. Vậy là mai ước là cô ta là một cái ca sĩ giỏi. Vậy thì ở đây là B thì con lùi về V2. V2 của B là gì đây Bảo? Was hay là were con? Was nào, was trong con nhớ giùm cô nha. Ok, còn nếu mà là to be thì sẽ là gì đây con? Là were nha.
Nếu là động từ thường á, thì sẽ chuyển về P2 đi. Còn không thì con sẽ chuyển thành were. Tại vì á, trong quiz á, trong quiz thì mình chỉ dùng were thôi, chứ mình không có dùng was. Có là mình dùng were 4 chữ thôi, chứ mình không có dùng was 3 chữ. Nha. Rồi. Cho nên là ở đây con sẽ là dùng là were. Rồi. Không sao ha. Tại vì cái phần này lúc đó con chưa vào nên cô gọi thử ơi con là giỏi không thôi nha. Câu số 2. Cô mời bạn Danh. Rice grown in tropical countries. Rice là lúa. Grow là gì vậy? Grow là trồng. Trồng con. Lúa, trồng. Tropical countries là những cái quốc gia. Những cái quốc gia gì đây không? Chính hả? Official. Official mới là chính thức. Còn tropical. Tropical. Tropical là gì đây con? Nước. Ở trong vùng nhiệt đới. Đúng rồi con, đúng rồi, chính xác. Rồi. Lúa thì nó được trồng ở những cái quốc gia nhiệt đới nha. Vậy là con sẽ chia cái từ grow là như thế nào đây? Lúa thì nó có tự trồng được không? Dạ không. Mà nó được trồng. Đúng rồi, thì nó được trồng. Mà nó được trồng thì con sẽ chia chủ động hay là bị động? Dạ, bị động. Bị động của thì gì? Thì hiện tại đơn. Hiện tại đơn, bị động của hiện tại đơn là nhắc lại cho cô. Là chủ từ cộng am, is, a, rồi cộng v, v3, v đi. Ok, chủ từ rồi tới am, is, are. Am, is, là are. Cộng với v, v3, đi. Rồi. Vậy đây con sẽ chọn câu nào? Xin lỗi, vậy con sẽ chia cái từ grow này như thế nào đây? Rice. Rice thì con sẽ dùng là am, is, are. Is. Is, đúng rồi, chủ từ xuất dùng is. Thứ ba của grow là gì? Grown. Grown, đúng rồi. Ok. Thank you. Good. Next one. Vậy là con thấy là bạn Danh Chi đúng rồi con ha. Có là bạn hồi nãy Danh Chi giống vậy không? Danh Chi giống vậy không? Vậy giống rồi. Dữ à, dữ à. Rồi, ở đây là câu tường thuật nè Nhã. Nhã làm giùm câu này nha. Có, con gặp cái từ ask. Có nghĩa là đây là câu tường thuật. Hỏi, cô ấy hỏi tôi là where my parents gì đó live. Nha. Vậy thì con sẽ chia câu này như thế nào? Đây là câu tường thuật con. Câu tường thuật thì mình phải lùi thì động từ. Nha. Câu tường thuật. Câu tường thuật nó thường nó sẽ có những cái từ như là ask này con. Nha. Những cái từ như là told. Câu tường thuật thì mình phải lùi thì động từ. Lùi thì động từ. Vậy là con sẽ chọn, con sẽ như câu này như thế nào đây? Nhã. Dạ, she asked me if. Where my parents live. Leave này con lùi thì động từ này, trong câu tường thuật thì động từ sẽ lùi thì. Nha. Vậy là con chia cái này như thế nào đi nha bạn? Nhã. Thêm đi đúng không? Đúng rồi con, chính xác. Tại vì cái từ leave này đang ở nguyên mẫu nên mình thêm đi vào, mình lùi thì về nó đang là V1, mình lùi về V2. Là leave. Nha. Yeah. Rồi, lùi thì là con, ví dụ từ V1 con lùi về V2, từ V2 con lùi về V3. Vậy thì con nhớ nha, con nhớ là khi mà con có những cái từ như là những cái câu tường thuật á, mà những câu tường thuật như là nó sẽ có những cái từ như là ask nè, hoặc là told nè, told là T-O-L-D đó nha. Rồi, vậy là con sẽ chia cái động từ đó lùi thì nha. Thank you. You eat Vietnamese food yet? Nó có cái từ yet thì cô sẽ chia thì gì đây? Cô mời bạn Bảo nha. Bảo ơi, có cái từ yet thì cô chia thì gì đây con? Ok. Bạn đang Việt Nam chưa? Bạn đang đoạn Việt Nam chưa? Bạn có yet thì con sẽ chia thì gì? Yet. Dùng thì? Thì gì? Hiện tại gì? Hoàn thành. Ừ, có giấy thì con sẽ dùng hiện tại hoàn thành dùm cô nha. Thì hiện tại hoàn thành. Con thích của hiện tại hoàn thành là gì đây con? Để con nhớ rồi. Subject cộng với lại
Has Là hay đúng không con? Cộng bên mấy yeah cộng với lại v ba id không? Cậu như phải về đi đúng không? Tất kỳ người ta sẽ còn cô không cách lên được đó. À ok, rồi được. Ủa? Nhị ta? Ủa nhị ta? No. Rồi, con coi đổi giùm cô ha. Yes thì cô sẽ chia hiện tại quyền hành nè. Hiện tại quyền hành nè. Cô nghe nè con. Cô nghe nè. Con gửi xong rồi đó hả? Rồi ok ok rồi 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 xong rồi ha. Con có đợi cô sửa một câu đó nha, đợi cô sửa cho các bạn nha. Rồi. Câu số you eat Vietnamese food yet. Nó có cái từ yet nè con. Vậy thì con sẽ chia như thế nào đây Bảo ha? Giang Minh với lại tính đợi cô xíu nha, đợi cô sửa cho mấy anh xong câu này ha. Have là has. Has. Ê, you là chủ từ số nha. Theo là chữ từ du, du là chữ từ số ít hay số nhiều? Hả? Chữ từ số ít. Đúng rồi, du là chữ từ số ít. Gì là số nhiều, ấy khoan, ủa? Ê, nó nghe nè, du là bạn nhưng mà nó còn nghĩa, có nghĩa là các bạn nữa. Giống như là ai là tôi nè, nó còn có nghĩa là chúng tôi nữa. Vậy thì du là bạn, nó cũng có nghĩa là các bạn, nó là số nhiều đó không? Ừ? Ờ, du là chữ từ số nhiều nha Bảo, nhớ nha con, bạn, các bạn. Vậy là con chọn have hay has? Vậy là con nghĩ là số nhiều thì con sẽ dùng have hay has. Dạ hay. Hả? Ờ, số nhiều là số nhiều hay have. Have. Số nhiều con dùng have không? Chủ từ số nhiều thì con sẽ dùng là dùng have ha. Rồi V3, tới V3 của it là gì bạn? Have you eaten? Eaten, đúng rồi. Thank you. Ok, good. Vậy là con nhớ nè. Có yet, yet nó có nghĩa là chưa, có là bạn đã từng ăn thức ăn Việt Nam chưa. Vậy thì có yet thì con sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Mà hiện tại hoàn thành á thì mình sẽ dùng gì đây con? Mình sẽ dùng help has cộng verb đi. Nhưng mà cái này là câu hỏi cho nên là cô sẽ đem help has cái đằng trước nhé. Chủ từ you là chủ từ số nhiều cho nên là cô sẽ dùng help nha. Rồi. Ok. Còn hai cái đoạn này chắc là cô hẹn con thứ sáu cô sửa nha. Nha, bây giờ cô tụi con nghỉ ngơi nha. Nhớ là xem lại bài, xem lại cái video này nha, trên kênh của cô nha. Có gì đăng ký giùm cô nha. Một con đang xem. À ok. Thì con xem lại cái này giùm cô xong rồi con sẽ bữa sau thì cô hứa là cô sẽ sửa cho xong cái phần. Cô bị tắt điện. Rồi. Hả? Ok. Rồi, vậy thì chào các bạn lớp 9 nha. Thứ sáu tuần sau mình gặp lại sửa tiếp bài nha. Rồi. Goodbye. Rồi. Minh ơi, cô sửa bài cho con nha. Ừ. Dạ Minh với lại Tính ơi. Tính ơi. Dạ. Alo, tụi con gửi bài cho cô rồi đúng không? Dạ con. Rồi, để cô xem nha, để cô mở cô xem ha. Ok. Rồi. Turn left, turn right, go straight. Rồi, ok. Traffic. Rồi, traffic, stop sign. Ok rồi. Ok rồi, giỏi, đúng rồi đó con. Dạ mình đúng rồi đó. Ok, con đợi cô xíu nha. Step required.